303W, hàng xuất Mỹ, điện 100-120V, 303W nên nó khỏe như vậy đấy anh em ạ. Cầu loa, bát chép, cân loa, lao lướt đều vào tín hiệu. Đang để hệ CD, hàng xuất Mỹ, hàng bãi zin đét nha, hai tụ to, 4 sò than, tản nhiệt hai hệ thống hai bên, truyền bằng ống dẫn nhiệt, ống chất lỏng bên trong, ống đầu bên trong, ống đầu. Hàng xuất Mỹ, 120V, 303W sản xuất tại Nhật. Trở kháng từ 4 ohm đến 16. Đánh khỏe như voi luôn. Anh em chơi loa Mỹ, loa Nga hoặc loa Nhật, loại gấu chơi tốt nha. Dòng tinh đích này nó đánh đa năng lắm. Luôn bát đánh sâu thôi rồi, lao lướt bát chép đầy đủ màu xám nha, màu xám